Hello cả nhà. Để ngay nha, để góc thêm góc để. Cả nhà khỏe không? Không để lấy. Sáng nay Hòa Hiệp phải vào bếp để mà làm theo đơn đặt hàng bánh ngọt thần thánh Mr. Hí. Vừa rồi hôm thứ hai vừa rồi thì Hòa Hiệp làm mà rất là đông người thưởng thức món bánh ngọt đó, nhưng mà số lượng có hạn. Cho nên hôm nay phải Hòa Hiệp phải làm thêm. Cho nên ai hôm nay ai muốn order thì mama order nha, để Hòa Hiệp làm luôn để có bánh ngọt để thưởng thức. Chứ đừng giống như hôm bữa Hòa Hiệp đã nói rồi, số lượng có hạn, cho nên ai nhanh tay thì còn sẽ được thưởng thức, còn ai mà chậm thì sẽ không được thưởng thức. Đừng có buồn, đừng có giận Hòa Hiệp. Đó. Hôm nay là sẽ đổ bánh ngọt nha. Đó. Bao ngon nha cả nhà. Hôm nay bánh ngọt là xuất sắc luôn. Ủa cái găng tay kia quăng quăng đầu út cũng ra ngoài kiểu có út. Cái bao tay một cái nó còn nữa. Cái nó mới lột ra đâu. Nó để hay được để đâu mình lột nào. Ở đâu? Nó văng dữ lắm, qua vô không còn đủ, nó phỏng hết tay rồi. Hôm nay tôm là chất lượng lắm nha cả nhà. Bự mà ngon nha cả nhà. Đó, rất là hấp dẫn. Đó. Ai ăn thì mau mau order liền nha. Hello Cam Thơ. Cam Thơ chuẩn bị xong đồ về Việt Nam chưa? Mong ngày ra đón Cam Thơ. Giang quá. Nay tôm chất lượng lắm nha, để cho khoe mọi người xem nè. Tôm cũng hẳn mấy bự chà bá. Hôm nay mà ăn là ngon bá cháy của chị. Không em, không, ngon tới nóc nha cả nhà. Giống như chị Thu nói, đừng sử dụng từ bá cháy bù chét, mà hãy dùng từ là ngon tới nóc. Nhanh quá, 10 giờ đến rồi. Mọi người đợi một chút xíu nha. Thì chở bánh cái rồi xong rồi sẽ cho mọi người xem. Ta nói này bánh ngon dữ lắm. Hello Don Lê. Đây nè, cho mọi người xem con tôm nè. Hôm nay là con tôm bự chà bá lửa luôn nè. Đây, đó, thấy tôm chưa? Đó, và đây. Đó, đây là thành phẩm nha. Đó. Thấy chưa? Mấy ly trà sữa cũng xếp nha cưng. Đó, một ly cũng xếp nha cưng. Đó, đây, thấy hấp dẫn chưa? Đang chiên đây. À, đang chiên để mà xếp cho khách đây. Đó, ai order không nè? Nhanh nha, nhanh, sẽ có bánh ngọt thần thánh Mr. Hí để dự thưởng thức nha. Đó, tôm này bự dữ lắm, đó, tôm này bự dữ lắm. Rồi, để đây. Tôm nay bự dữ lắm nha cả nhà. Bự chà bá luôn á.
mẹ nghe Nhung ơi, hôm nay á là Nhung biết sao không? Chị Nhung biết sao hôm nay chị A Đoan, đáng lẽ là Hòa Hiệp không có đổ bánh ngọt đâu, mà chị A Đoan nói là mẹ chồng chị Đoan hôm bữa mà chị Nhung ship đó ăn ngon quá, cho nên là muốn thưởng thức nữa. Cho nên sáng sớm là chị ơi gì học chị order từ hôm qua, chị order 10 phần để cho mẹ chồng chị ăn. Đó, cho nên là sáng nay là em phải làm sớm để mà ship cho chị Đoan đây. Hello anh Phúc. Hồi tối qua anh Phúc gọi em hả? Duy ơi, có bánh khọt nè Duy ơi, ngon lắm Duy ơi, qua mở hàng Duy ơi. Hôm bữa Duy mở hàng tươi xanh như nồi canh, hôm nay qua mở hàng Duy ơi. Lưu Đức Duy qua mở hàng nè. Nãy giờ tôi nói con ơi, quay đó ba tao bấm thầy đèn, tao mới là ra làm sao làm cái đổ như vậy. Con đang lay chim, con đang lay chim. Con đang lay chim, lay chim, lay 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 chim. Cái cắt cổng mà vậy mà tôi sao cắt mắt vậy? Hoài không nghe khẩu quá trời. Tiếp thu đi. Rồi bây giờ mình bỏ tôm vô nghe. Hôm nay con tôm nó bự lắm nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn lắm Di ơi, ngon lắm Di ơi. Anh Phúc ơi, ăn bánh khọt không anh Phúc ơi? Ăn bánh khọt không anh Phúc ơi? Hôm nay ai muốn ăn bánh khọt thì order liền nha. Còn không là tới quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận nha. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết nha cả nhà ơi. Rồi chị ba ơi, bỏ vô con này. Bánh nào bánh nấy hôm nay nó ngon, nó nói ngon gì đâu, ngon luôn nha cả nhà. Đó, hấp dẫn lắm. Bánh khọt thần thánh Mr. Hí. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Cảm ơn chị Nhung nhiều nha, hôm bữa chị Nhung. À chị Ngọc Quyền. Kìa chị ba ơi, chị Ngọc Quyền kêu ship qua Mỹ kìa. Về đi con gái ơi, kỳ đầu về cũng là bánh khọt bụng á ha. Xin lỗi nha, kỳ này về đi ăn bánh khọt con. Hello chị Phương, Lưu Dứt Di qua mở hàng rồi, Lưu Dứt Di ơi. Sáu phần riêng, bốn phần riêng hay gì vậy? Ngon. Hôm nay bánh hơi bị ngon nha. Tôm bự ơi là bự. Ngon hơn hôm bữa luôn nha cả nhà. Hôm nay là bánh ngon hơn hôm bữa luôn đó. Con tôm đẹp quá, hôm nay con tôm đẹp quá. Chị ơi, muốn anh ăn ấy thì đi qua đây nè. Cái kiều là gì ba đổ cho hơi ấy rồi. Cái là một cái gì vậy trời? Chọc cái chân ra hả? Anh Mai ơi, sử dụng phép thuật đi hả? Chiên phép thuật á, sử dụng phép thuật nó không có ngon. Mình phải chiên bằng cái tâm của mình đó, cái bánh nó sẽ ngon hơn đó, nhìn nó hấp dẫn hơn. Thank you.
Trời, cái khuôn của anh Phúc rửa cho em ngon quá Phúc ơi. Cái vua khuôn này là vừa mua từ Denver. Denver đem qua nè, anh về nè. Anh Phúc gửi về nè, thương ghê không. Cảm ơn Phúc chị Loan nhiều nha. Trời ơi, cái bánh khọt nào nó ngon, nó chất lượng, để quay cho mọi người coi nha. Có bánh ngọt chai nha cả nhà. Cái bêu gì lên nữa nè. Thôi bây giờ lo làm này đi Út. Củ tôi đổ rồi, chua lè làm cái gì nữa. Để tao đưa lên chim nè. Con cơm hay con nào mấy bự chà bá luôn á. Sao nó ngon gì đâu á. Hello Tâm Lê. Bánh khọt bán như thế nào? À, Thanh Quang ơi, muốn dùng bánh khọt thì gọi điện thoại cho Hòa Hiệp nha. 0906 911 996 nha. Bánh khọt nhiều rau quá. Con chị của chị Đào 4 phút nửa dao. Đó thì anh đào 4 phút nữa hả? Ai muốn order thì gọi điện thoại liền cho Hòa Hiệp 0906 911 996 nha. 0906 911 996. À, hỏi chị Tiên coi rảnh không? Kêu chị Tiên coi livestream mà anh đi. Coi ai khách order gọi điện thoại cho giùm anh cái. Cái gì? 45 phút cả tao tưởng ra 40 phút tao định tao điện tao chửi nó nè. Ủa vậy mà tôi làm nên việc á, còn ở không mà làm không nên việc á. Alo, qua phụ má đi con. Con cái chân qua phụ má. Không, qua phụ bà nội. Qua phụ bà nội chứ. Hả? Bắt được nhà phép thuật đột biến gen chưa hả? Thì kêu phụ, thì kêu ngọt cái bộ. Hello Nguyễn Lê Bá Thắng. Bá Thắng tập thể dục đi gì vậy? Nói hả? Bà nội kêu. Bà nói quên con đâu, phụ bà nội đi cá nội. Ờ, cá nội, cá nội qua phụ bà nội. Kêu qua phụ cái nó ngọt quá ha. Con Nguyễn. Nó làm chỉ 2-3 gấp cái trọt qua đây của tôi à. Tiên ơi vô coi có ai order thì mà báo cho anh biết nha. 0906 911 996 nghe cả nhà. Còn không thì tới quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long phường 7 quận Phú Nhuận. 253 Phan Xích Long phường 7 quận Phú Nhuận nha. Còn ai muốn order thì 0906 911 996 nha. Order online giao đến tận tay luôn nha cả nhà. Nhanh nha, nhanh nhanh thì thưởng thức món bánh khọt thần thánh Mr. Hí nha. Ờ à, để ghi mình vô rồi bán ơi.
Đó. Số lượng có hạn. Đồ bánh khọt nó cực lắm, sơ hở chút xíu là nó phỏng đó. Mà mọi người ăn ngon là thấy vui rồi đó. Cho nên bây giờ ai nè, mau mau nè đó, ông chủ đang đổ nè. Hello Kim Anh. Ông coi ông có làm gì không? Không làm gì đâu. Cà lát đi, cà lát đi quả đậu xanh. Thế là cà lát này làm cái đấy bể thật đấy. Cái ngay cái ngay này. Tôi lo cho nữa. Để lấy cho tôi làm ra đi. Tôi thấy ông coi làm ra tốt hơn nha. Hôm nay mà chị Lâm tôi hỉ thấy cái con tôm cái trong bánh khọt này bảo đảm là chị. Để con làm. Chị thích liền. Mà không biết chị Lâm Thu Thủy đang mất tiêu rồi. Được mấy phần rồi chị ơi. Lâm Thu Thủy ơi, hôm nay con tôm bự lắm chị Lâm Thu Thủy ơi. Ơi mới nhắc chị, nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ ơi. Mới vừa nhắc chị Lâm Thu Thủy, Lâm Thu Thủy xuất hiện liền. Hôm nay con tôm con nào con nấy nó bự già bá lượt chị Thủy ơi. Trời ơi, hôm nay bánh cọt nó bị ngon nè chị Thủy ơi. Hôm nay là đúng đúng sở trường chị thích luôn nè chị Thủy. Là con tôm nó bự bự lắm chị Thủy ơi. Đây đây em cho chị coi nè. Không có nói xạo đâu. Thấy tôm bự chưa? Nè, đó, thấy hấp dẫn chưa chị Thủy? Đó, tôm bự ghê chưa? 0906911996 để order nha. Đó, con tôm này là bự ăn ngon bá cháy luôn nha chị Thủy. Phạm Minh Tiến. Em muốn ăn hả cưng? Ừ. Order nha. Tiến order nha Tiến. Em gọi điện thoại đi 0906911996. Tên ơi, có nhạc nghe lên rồi kìa gì ba. Ok, chị Lâm Thu Thủy. Nó đi, Lâm Thu Thủy order 2 và bánh khảo. Muốn gì nữa? Làm biết mà có người karaoke muốn gì. Hello Quỳnh Trâm. Em gái của tôi đâu rồi? Qua bánh khọt nè Quỳnh Trâm ơi. Cảm ơn chị Lâm Thu Thủy nhiều nha. Úi da, hôm nay em sẽ làm thiệt là ngon cho chị nha. Hôm nay con nào mấy bự và bá lửa ăn là ngon bá cháy của chét luôn á. Quên, ăn là tới nóc nha. Lấy 10 phần hả? Ừ, em gọi điện thoại đi 0906911996 nha. 0906911996 nha. Em bên quán chị Đào nè. Em ừ thì em order đi. Anh ship qua cho Quỳnh Trâm. Em đang bên quán chị Đào đúng không? Em order đi, anh ship qua cho nè.
Được 4 hộp hả? Hay quá. Còn 6 hộp nữa. 2 hộp nữa giao cho cô đi trước. Cô gì? Đứa nào đó sáng rồi bà nội bà ngoại gì đó đó. Chồng là 10 phần rồi nè. Có 10 phần rồi hả? 10 phần lửa. Chỉ làm 2 hả? Chỉ làm 2, phần 4. 4, 4, 6 đó. Rồi, rồi. Ừ. Là giao cho mẹ chồng của chị rồi. Tâm Đoan á. Ừ. Chị nói là đang nước nó nói. Cho sớm nha cô, cho nó rồi cố gắng. Rồi, lấy ra 3 phần. Vinh ơi, em gọi điện thoại giùm anh nha, 0906 911 996 nha. Order online gia đình từng tay nha. Hello, Ami Dương. Xíu qua tờ lát hả? Ok, ship cho Quỳnh Tâm 2 phần đúng không? Ok em, đợi một chút xíu nha. À, hôm nay bánh khọt ngon lắm nha Hà ơi. Hôm nay hơi bị ngon. Chị không lấy đũa muỗng nha Hiệp. Dạ ok chị. Nay mọi người vô xem coi ông chủ Mr. Hí đồ bánh khọt như thế nào nha. O là liền tay nha. Bánh khọt này ngon lắm, tôm bự lắm luôn á. Tôm hơi bị bự đó. Mọi người muốn order thì 0906 911 996. Còn không thì tới 858 tới 253 Ba Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Đâu đâu đâu. Tâm hết rồi. Em ơi, em order dưới đi, đây là bếp, không có order trên đây. Là anh Hiệp chiều lòng cưng quá, làm cho ăn à. Ăn là ghiền ha. Ăn là ghiền chứ đừng ăn có niêm nha. Con đưa bi của anh qua nè. Anh có vui không? Vui chứ. Em qua em mở hàng quán anh là tươi xanh nè. Đúng rồi. Không, anh điện với mấy ba đổ. Ai đổ ngon nhất thế giới. Cứ mình thắng đổ là không ngon à. Ôi ghê quá à. Mình thắng đổ là không ngon à. Đừng có nói gì con. Hello Quỳnh Trang. Nói nghe nè, mấy bên này bốn hộp cái gì ra thì ba đứa con thì sáu hộp thì bốn hộp nghe không, cái đâu có cần nhiều không, bỏ nó đi thì lắc thì ba nữa, bỏ nó thì ba nữa, cứ để im đó ba nữa không, tại vì cái rừng này mình phải rửa quên, tại vì đất cát không là tụi nó rửa sơ ý là mình mới bị chửi đó. Thì hộp bốn hộp ở đây có gì ạ? Đúng rồi, đó cái đẹp không, bỏ vô bốn hộp đi. Dạ em biết rồi chị, nó văng dữ lắm chị ơi. Đây mình rửa cẩn thận hơn chứ. Dạ. Màu nhờ nó làm được, nó làm. Nó làm rồi mới con trai rồi ấy, rồi chủ nó còn lại. Gì? Tại người ta hồi đợi. Anh Thắng đẹp trai của em đâu em? Vô hỏi điện thoại anh Thắng, hỏi Thắng đâu đi. Lấy làm gì? Lấy đó, gì ba sắp. Thì ba sắp rồi, cho con một cái thôi. Chứ em đợi anh tí nha, làm tiếp cho khách xong rồi anh cho em. Mấy cuốn sắp một cái là không có đủ mà ra mà bán. Một phần thôi. Em đã
Nước mắm, bỏ nước mắm vô chưa? Xong hết rồi. Ba cái đồ kia khổ coi Út cẩn thận, ba cái đồ kia Út coi giùm tôi, cái đồ buôn bán để tôi làm này rồi rau rác cũng cần không rồi. Tôm tét rồi để tôi để từ sáng tới giờ ngoài trời. Ba cái thò. Làm sao ở đây? Chưa có bánh mà con làm chi lẻ vậy hòa hào hoàng. Mình bắt lớn lên họ đi giờ mà. Cho người ta đổ đi nè. Rồi lấy muỗng thằng nhỏ làm cái này. Rồi con lấy cái đổ rau đâu? Lấy cái đổ rau đây. Rồi bỏ một nhúng mà đừng vô ra. Cần bảo bỏ một nhúng thôi. Để chưa con cái da nó ra. Rồi. Cái chút xíu này nè bà bè. Đây cái đổ rau. Thôi nhỏ. Dạ hôm nay có bánh khọt chị Hằng ơi, hôm nay có bánh khọt. Dạ hôm nay có bánh khọt chị Hằng ơi. Mày hỏi tao hả? Dạ mày tính đứng ở trong này cái gì vậy Hoàng? Đây. Rồi đất cửa thân khỏi đứng đâu. Thầy thấu hôm qua kêu nó kỹ nó. Tôi nói lấy cái chung trong đó. Đứng hỏi chung đâu. Có hai tay làm thành sáu tay rồi mà. Ok rồi nè. Này được rồi. Thế này nó quan trọng lửa lắm nha chị ba. Lửa nhỏ quá cũng không được mà lửa lớn rồi, quá lớn quá thì phải nhanh lửa. Tay nữa. Nhỏ quá thì nó dẻo. Nó bỏ đi. Mà nếu mà lửa than không biết không phải chèn củi. Củi vô cho nó hừng lên rồi rút củi ra để than cho nó giòn. Trời ơi, chứ đâu phải đổ bánh khọt mà. Bếp than kèm củi chứ không phải bếp than không. Cho hừng vô cái bột nó vừa ráo là bước đẩy củi ra để cho cái than cho nó giòn bánh giòn. Ăn hôm nay cái bánh tôm là tốt. Cô này ăn cơm hơi bị ngon. Gặp dịp thì có cơm ăn ngon. Bây giờ được nguyên. Quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, hoặc là order online gia đến tận tay 0906 911 996 nha cả nhà. Con hai hộp rồi phải không? Bảo. Dạ, hai. Còn hộp là ba hộp nè. Cái gì? Đợi Hiệp tí, ngồi đợi Hiệp tí đi, Hiệp đang đổ, đợi Hiệp tí. Nó đợi Hiệp tí nha. Hello chị Dung. Ăn bánh khọt chị Dung ơi. Hôm nay A Đoan order 10 phần cho mẹ chồng nè. Đây
bánh nhiều không kể, nhiều lúc gì bánh cái gì ừ, chứ hả, hai ký ra từ bữa tiền không có ra thì bởi vậy đó, hai ký thôi. Mấy phần là gì bạn? 6 phần này. Còn 4 phần nữa phải không? Dạ. Ở đây là 1 phần nữa nè. Đây mình hẹn sang mấy giờ vậy? 10 giờ. Dạ, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Hello chị Vân. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha cả nhà ơi. Nha. Số điện thoại Lưu Đức Duy đưa đó 0906 911 996. Đó, order online giao đến tận tay luôn ngay cả nhà. Hộp số 9 là gọi điện thoại liền nha. Gọi điện thoại cho người ta qua lấy là vừa đó nha. Hay là gọi đi qua vừa mấy giờ tới mấy rồi. Ba hộp, còn 2 hộp, gọi vô đó bác. Hello, Sally Phạm. Yeah, Sally kìa. Chị bà nói Sally đẹp quá kìa. Nhìn không ra Sally. Đẹp quá mà. Về không gặp ai hết. Chỉ gặp Hoài Hiệu thôi. Và rốt cuộc cũng đâu gặp được Hoài Hiệu. Gặp anh Đào. Anh Đào. Anh Đào hỏi đốn chị ba tâm nhìn không ra luôn á. Mọi người order lẹ nha, gần hết rồi nha cả nhà. Hello.
Đó nhà hàng Phú Quốc lâu quá, như mới thấy nhà hàng Phú Quốc chưa vô Hòa Hiệp ha. Nhà hàng Phú Quốc khỏe không? Đây là món bánh ngọt thần thánh của quán Mr. Hí. À, nói chung là có đơn đặt hàng order, hoặc là lâu lâu Hòa Hiệp rảnh thì Hòa Hiệp sẽ vào bếp để là làm cho mọi người thưởng thức. Nha, 0906 911996. Nha, order online ra đến tận tay hoặc là tới quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận để thưởng thức món bánh ngọt thần thánh Mr. Hí, cũng như là có nhiều món nước cũng như là đồ ăn rất là ngon từ quán Mr. Hí. Có bún Bangkok nè, có bún Thái nè, lẩu Bangkok nè, lẩu ngô sao xanh nè, lẩu Mr. Hí nè, rồi cơm cay bắt tay da nè, chè Bangkok. Hôm nay Hòa Hiệp sẽ làm xôi xoài nha cả nhà. Hôm nay có xôi xoài luôn nha cả nhà ơi. Chiều nay là có xôi xoài nha. Ai muốn thưởng thức thì mời tới quán Mr. Hí để thưởng thức món xôi xoài nha. Nhớ chỗ nãy gì ba mua tôm không? Nhớ rồi. Cái này của anh Phúc gửi về, Phúc chị Loan gửi về bên em vừa rồi. Không được rồi, bỏ tôm vô thôi. Có chưa? Dạ không đâu. Rồi làm. Tắt thần lên. Ô Quỳnh Tâm order 2 phần nữa đó. Ông nhắn vô đây tôi thấy có 2 phần không biết của ai đó. Giờ bác sĩ vào phút này đông quá rồi kỹ luôn. Bác sĩ đợi đi. Bây giờ get like đi. Mình phải làm cho những người order trước. Hello chị Hai. Chị Hai cũng không à. Chị ba cần lập cho nó con thì ba. Cái gì? Cần con. Nóng lắm chị ba, lấy hai tại tôi cái muỗng đi nè trời. Nhưng mà chị ba phải giặt dầu. Ra đây nó cũng sạch thấm nè. Dạ tôi không biết bà ta canh giá trời. Nói gì vậy? Bà ta canh giá đó. Tôi đâu có để ý đâu. Cái bà nội hộp đó, bà cũng hơn mẹ. Tại sao mình live stream mà các bạn thấy nói chuyện ngoài lề quá hả?
Bây giờ mà tập trung vô cái vấn đề gọi là bấm hộp đi. Yêu ơi, dẫn anh Bình đi đi coi vòng vòng làm hậu đi. Ông mua đèn rồi đó, nên đưa cho anh Bình coi đi. Khảo sát cái gì kia anh làm luôn, khảo sát gì anh đâu có thời gian đâu. Bình ơi làm giùm em không đi, Bình ơi còn khảo sát gì nữa. Hello chị Mai. Hôm nay có bánh khọt nha cả nhà ơi. Tới quán mới tới hỉ liền đi. Hết bột rồi giờ phải đi xay thêm bột nè. 0906911996 nha. Order online giao đến tận tay nha. Hoặc là tới quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Chưa? Để gọi cho chị đây nhé. Đây, thấy hấp dẫn chưa? Đó. À, mọi người hãy mau mau qua bên quán Mr. Hí nha, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, để thưởng thức món bánh khọt thần thánh cũng như làm ăn những món lẩu, đồ ăn thức uống luôn. Bây giờ Quỳ Hiệp nhiều đơn hàng quá, bây giờ Quỳ Hiệp phải làm đây, cái gì sẽ livestream cho tất cả mọi người sau. Và hôm nay sẽ có món xôi xoài ở quán Mr. Hí, mọi người hãy tới thưởng thức nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Dì Hai ơi, ship gì đó, bấm rút chưa dì Hai ơi?